thiếu hóa chất diệt muỗi, dịch truyền điều trị sốt xuất huyết. Nhiều địa phương ở phía Nam thiếu hóa chất diệt muỗi, thiếu dịch truyền điều trị bệnh nhân nặng, khiến việc phòng chống dịch sốt xuất huyết gặp khó trong bối cảnh số ca tăng cao. Bác sĩ Lương Chấn Quang, Phó trưởng khoa kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông tin trên tại hội nghị tăng cường phòng chống sốt xuất huyết khu vực phía Nam do Bộ Y tế tổ chức chiều 13 tháng 6. Khu vực phía Nam đang là điểm nóng sốt xuất huyết cả nước, chiếm khoảng 80% số ca mắc và 100% số ca tử vong. Từ đầu năm đến nay, khu vực này ghi nhận hơn 39.300 ca, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái. 36 trường hợp tử vong. Riêng một tháng qua, số ca mắc và tử vong chiếm gần 50% tổng số ca tích lũy từ đầu năm. Địa phương ghi nhận nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương. Bác sĩ Quang nói, năm nay số trẻ em tử vong do sốt xuất huyết nhiều hơn người lớn, trong khi những năm trước, số người lớn tử vong nhiều hơn. Các tỉnh Tây Nam Bộ ghi nhận số ca tử vong nhiều hơn những năm trước. Đại diện Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết của khu vực đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Khó khăn đầu tiên là nguồn kinh phí cho chương trình quốc gia phòng chống sốt xuất huyết không còn, các địa phương phải tự chủ động nhưng gặp vướng mắc về định mức chi, nhiều nơi chưa duyệt kinh phí cho ngành y tế triển khai các hoạt động chống dịch. Bác sĩ Quang nói, một số huyện tạm sử dụng tiền của trung tâm y tế, hy vọng tỉnh sẽ trả lại. Khó khăn tiếp theo là hóa chất máy phun diệt muỗi lăng quăng dự kiến không đủ cho khu vực phía Nam trong thời gian tới. Hầu hết việc mua sắm hóa chất cho năm nay của các tỉnh đang còn nằm trên giấy. Nếu dùng hết số hóa chất cũ thì sẽ khó khăn trong giai đoạn tới. Theo bác sĩ Quang, sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán bệnh cũng thiếu. Nhiều bệnh viện thiếu dịch truyền cao phân tử, tức dịch truyền đã điều trị cho bệnh nhân nặng do khó mua sắm. Bên cạnh đó, sau đợt chống dịch, nhiều nhân sự cũ nghỉ việc, những người chuyên trách mới lên thay chưa có nhiều kinh nghiệm phòng chống sốt xuất huyết. Theo đại diện Sở Y tế Bình Dương, địa phương có 91 trạm y tế phường, nhưng đang thiếu nhiều biên chế do nhân viên y tế nghỉ việc sau thời gian dài vất vả chống dịch. Ngoài ra, người mắc bệnh vào viện điều trị, bệnh viện chưa nhập dữ liệu sớm khiến việc xử lý ổ dịch tại địa phương cũng bị chậm trễ. Nhiều bác sĩ điều dưỡng mới chưa có kinh nghiệm, chưa có quy trình phác đồ sẵn có. Khi bệnh nhân nặng diễn tiến nhanh, không trở tay kịp. Người bệnh nặng chậm vào viện, tiếp cận bệnh viện tuyến cuối khi tình trạng đã nguy kịch. Bác sĩ Quang dự báo số ca tăng nhanh, số ca tử vong tiếp tục tăng nếu không có giải pháp kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.